AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay thì Sói Bạc sẽ tiếp tục trải nghiệm con game Blend Show 2 Mobile nhá. Trong video lần trước thì mình cũng đã trải nghiệm ban đầu về con game Blend Show 2 Mobile này rồi. Và cũng được rất nhiều anh quan tâm nên mình sẽ tiếp tục trải nghiệm nha anh em nhá. Mình sẽ chơi từ từ thôi. Đây, chúng ta có tính năng, cái này mình chưa dịch, biết dịch là gì cho nó cụ thể, vì đây là bản tiếng Hàn mà, nên là nó, chúng ta sẽ chỉ chơi cho biết thôi, các tính năng thôi. Đấy, có một số cái tính năng để các bạn gia tăng lực chiến cho nhân vật. Game Hàn bao giờ nó cũng có một sự khác biệt so với game Tàu. Ví dụ game Tàu mình chơi nhiều game ấy, mình có thể mình không biết ngôn ngữ, nhưng mà căn bản là các tính năng nó na ná nhau ấy, thì mình có thể đoán được. Ví dụ như con Blend Show 2 Mobile này, thực sự là nó có rất là nhiều tính năng. Cảm giác là mình không biết là chém gió thế nào cho nó hợp lý. Rồi chúng ta có cái tính năng để quay này. Đó, cái đây là cái tính năng để làm tiền của game này đấy. Các bạn sẽ quay ra các cái vật phẩm nguyên liệu. Ví dụ đây mình quay ra con hươu này. Mấy cái con thú này thì các bạn có thể lắp vào vũ khí của anh em nhá, tăng lực chiến, và nó cũng chia phẩm cấp ra. Cao nhất là phẩm hiện tại mình thấy là phẩm cam, đây tướng phẩm cam này. Đấy, mình để lắp vào vũ khí nhá. Sau này các bạn để nâng sao cho cái này nó như kiểu hồn thú hay là cái gì đấy. Anh em xin lỗi anh em nhá, là mình cũng không biết gọi là gì. Đấy, nên mình cứ trải nghiệm đã. Đây, cao nhất là phẩm cam này, rồi phẩm tím. Đấy, một số tạo hình khá là đẹp, nhân vật khá là đẹp. Con này đồ họa thì nó thật là rất là đẹp, nhưng mà mình nghĩ là, nhắc lại một lần nữa là mình nghĩ là nó sẽ phù hợp ở trên PC nhiều hơn. Tức là cái game này đa nền tảng nhá, anh em phải chơi trên PC và mobile. Và nếu mà các bạn chơi lâu dài ấy, thì mình nghĩ là anh em nên chơi bằng PC. Bởi vì là nếu các bạn chơi bằng mobile nó sẽ rất là nóng máy và tốn pin. Game thật sự là game rất là nóng máy và tốn pin đấy anh em ạ. Game rất là nặng luôn, kể cả khi mình đã chỉnh xuống cấu hình cao nhất, à thấp nhất rồi. Còn khi mà để cấu hình cao nhất mình chơi bằng điện thoại iPhone thôi, mà chơi khoảng tầm chắc khoảng tầm 15-20 phút thì có hiện tượng drop FPS do nóng quá. Máy rất là nóng luôn. Hoặc là các bạn phải mua con sò để chơi game ấy. Sò tức là con sò tức là cái để làm mát đằng sau điện thoại ấy, thì chắc là ok hơn, chứ máy nóng thật và các bạn sẽ gặp hiện tượng drop FPS. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nhá. Cũng may là game này thì nó cũng có auto, tức là auto tìm đường và thậm chí là auto chiến đấu. Hơi lag đó, bị lag một chút. Server này là server Hàn Quốc nên tùy vào chất lượng mạng của anh em nhá, đôi khi nó cũng sẽ không ổn định lắm. Map rất là rộng luôn. Map không nghĩ là map như kiểu con này game này thiết kế cho mobile ấy, à PC ấy. Map rất là rộng luôn mà quá kinh khủng, mình biết vì sao nó nặng như vậy rồi. Map quá rộng. Cách chơi của Blend Show 2 Mobile này nó cũng khác nhiều so với Blend Show 1. Nó khác nhiều đấy. Khác biệt lớn nhất như mình đã nói ở video trước, đó là game nó không chia theo lớp nhân vật nữa mà nó chia theo vũ khí. Anh em có thể sử dụng rất nhiều vũ khí khác nhau và mỗi vũ khí nó sẽ có một cái bộ kỹ năng riêng. Rồi ở đây thì Sói Bạc sẽ đi làm nhiệm vụ. Anh em thấy thỉnh thoảng nó bị giật khựng khựng không? Đó, tức là nó bị drop khựng FPS ấy, rất là khó chịu luôn. Đây là mình đang để cấu hình cao nhất nhá. Chạy bộ SML luôn anh em ạ. Map rất là rộng và phải chạy đi làm nhiệm vụ. Ở đây thì chúng ta vẫn cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Cũng nhịp game rất là chậm. Nhịp chơi game rất là chậm luôn. Chúng ta sẽ chơi từ. Đây, mình quay thêm. Cái này là con này có pet nha anh em. Như kiểu tinh. Gọi là tinh linh hoặc là pet cũng được. Đó, đây là pet này. Đấy, pet nó sẽ bay bay theo mình, em thấy không? Mình cứ gọi là pet nhá, chưa chắc là tên gọi là đúng là pet đâu. Mình cứ gọi tạm là pet thế thôi, chưa chắc nó là pet đâu. Nhá, chưa chắc nó là pet đâu. Đây, chúng ta có một số cái tính năng như cái này, như kiểu phó bản ấy. Đấy, mình sẽ lướt qua một số cái tính năng hoạt động game nhá. Cái này đây, cái này là pet này. Đấy, map rất là rộng. Nói chung về đồ họa thì không có gì phải chê cả. Mình cũng muốn chơi bản PC lắp nhưng mà nó chặn IP anh em ạ. Đây. Đây, một số nhân vật thì nó lấy tạo hình từ bản cũ này. Đây, ông sư phụ này. Đấy, một số nhân vật thì lấy tạo hình từ bản cũ nhá. Từ bản Blend Show 1 đó. Đấy, mấy, nó làm kiểu mấy búp bê ấy. Nhưng cái này giống kiểu búp bê hơn là pet. Thiết kế nhân vật nó rất là dễ thương.
Rồi, con sẽ... Đấy, bây giờ mình level 7. Con sẽ mặc thêm áo vào này. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nhá. Game sẽ có một số tính năng khác. Gọi là chơi cho biết thôi anh em ạ. Cũng sớm hy vọng là cái con Blade Soul 2 Mobile này thì sẽ có phiên bản tiếng Anh để chúng ta trải nghiệm nó dễ dàng hơn. Đấy, PvP các thứ. Rồi, hệ thống nhiệm vụ, hòm thư nhận quà, hệ thống thành tựu, các thứ các thứ. Rồi, mình sẽ đi làm nhiệm vụ nhé. Rất là nhiều cái mà đáng tiếc là không hiểu ấy. Các bạn là chơi mà không hiểu á. Rồi, chúng ta sẽ vào một cái phó bản cốt truyện. Mình sẽ đi làm nhiệm vụ. Game này bơi được nhá. Đây, mình test thử xem cho anh xem, tức là game này nó bơi được luôn. Đó, các bạn này bơi được. Cũng giống bản 1. Rồi, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Ở đây mình sẽ tua rắn bớt đi nhá, mình sẽ tua nhanh đi. Nói chung là đây mình đang đi làm nhiệm vụ đánh boss này. Có một cái điều mình không rất là tò mò, không biết là tại sao mà game này thường là các game khác đánh quái là nó phải hiện cái thanh máu đúng không? Thanh máu của quái ấy. Cái game này nó không hiện, hoặc là mình không nhìn ra ở đâu cả, mình không thấy ở đâu cả. Mình không biết là cái lượng máu của boss còn lại là bao nhiêu ấy, thật sự là rất là khó luôn. Mình không biết là do thiết lập hay là gì. Ở đây mình đang để mặc định nha. Nhưng mà nó rất là khó để tìm hiểu ấy. Rồi mình sẽ chỗ này bị lag, mình sẽ đánh lại này. Rồi mình ấn thoát ra, mình phải đánh lại từ đầu con boss. Đây con boss này. Đấy. Tức là con boss nó không hiện thanh máu nên mình không biết được anh em ạ. Và cái nhịp game nó chậm quá, nó mở kỹ năng rất là chậm luôn. Mình chơi mãi mà nó không mở thêm kỹ năng mới, ở đây mình có mỗi hai kỹ năng luôn. Mà kỹ năng thì hồi rõ là lâu. Đó, cảm giác game chơi nó chậm và nó hơi sốt ruột tí. Mình nghĩ là các bạn nếu anh em nào có muốn chơi con game này, chắc là các bạn chỉ vào chơi cho biết khoảng 10-15 phút chắc là anh em out hết. Thật sự là con game này nó, mình không nghĩ là nó sẽ được phát hành tại Việt Nam đâu. Nó sẽ không phù hợp với game thủ Việt. Nhịp game chậm, rồi cấu hình nặng. Nhịp game rất là chậm luôn, cấu hình nặng. Khó sống ở Việt Nam lắm. Thật sự là như vậy. Cái bản Blade Soul 1 đã thế rồi, bản Blade Soul 1 là game PC nhá. Xong rồi nó cũng phát hành bản mobile nhá. Còn không về Việt Nam là anh em phải hiểu rồi đấy. Chứ dạng game này nó dạng game hardcore rồi. Nhịp game rất là chậm. Thiên về yếu tố trải nghiệm cốt truyện, hình ảnh, âm thanh rất là nhiều. Gameplay thì cũng đa dạng đấy, nhưng mà phải chơi từ từ. Đây, chúng ta có bảng nhiệm vụ này. Như cái đây là như kiểu nhiệm vụ săn thưởng ấy. Các bạn nhận nhiệm vụ là đánh quái nhận thưởng thôi. Đấy, tức là ngoài nhiệm vụ cốt truyện ra thì các bạn sẽ có những cái nhiệm vụ phụ tuyến, rồi những cái nhiệm vụ nhận thưởng nữa. Rất là nhiều. Rồi mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Đấy. Nói chuyện rất là nhiều. Có một cái nữa mình thắc mắc là có cái lúc mình nhân vật mình chạy nó có một cái thanh nó chạy chạy nhảy, mình không biết là nó đại diện cho cái gì cả. Đấy, chơi game nó không hiểu ngôn ngữ khó chịu thế đấy. Đây, nó cứ có một cái thanh disconnect anh em đợi tí. Đó, game nó hơi lag một tí. Lag này do server. Có một cái thanh màu vàng ấy anh em nhìn thấy không? Đây nó chạy chạy chạy, nó ghi số 5 kìa, mình không biết là có tác dụng gì. Nó là cái thanh nội lực hay là cái gì mình không biết nữa. Đấy, không chạy nữa thì nó sẽ hết cái thanh này. Mà lúc chạy bình thường này nó sẽ tích lên. Hình như tăng tốc à? Để tăng tốc không chạy à? Không biết nữa. Rồi, chúng ta sẽ đó, đi làm thêm, mở thêm rất là nhiều loại nhiệm vụ khác nhau rồi. Anh thấy map rất là rộng nhỉ? Chạy. Đấy, chính vì việc là gameplay đã chậm nhá, xong rồi map thì rộng. Đánh quái thì ít skill. Đánh nó chậm chậm ấy, nó mất thời gian, nó khó chịu dã man luôn ấy anh em ạ. Thề luôn, game này nó đánh cực kỳ chậm luôn ấy. Bây giờ mình mãi mới chỉ có hai kỹ năng thôi, nó chưa mở thêm kỹ năng mới, mình cũng chưa biết là bao giờ nó mở kỹ năng mới anh em ạ. Nó vô hình chung khiến người chơi cảm thấy sốt ruột ấy. Bây giờ tính tổng cộng khi mình làm video này là tổng cộng hơn 2 tiếng, à một gần hơn tiếng mà mình gọi là mới bắt đầu chơi thôi, nó chưa mở cái tính năng gì nhiều.
Nói chung là nhịp độ con game PlayStation 2 Mobile này nó rất là chậm luôn. Nó sẽ không dành cho những bạn nào mà quen chơi có game có tốc độ nhanh, game dạng mì ăn liền, hay là chỉ không cần phải dạng mì ăn liền đâu mà chỉ cần là một con game chơi thông thường thôi thì anh em cảm thấy nó hơi sốt ruột rồi. Nên mình đấy chơi mãi mới có hai kỹ năng này, mà bắn quái thì cứ, chủ yếu là bắn chay ấy, thì nó sử dụng kỹ năng thì hồi rất là lâu, cảm giác nó sốt ruột dã man luôn ấy. Thề chơi game nó sốt ruột dã man luôn. Bản thân mình làm video này cho anh em mà mình cũng muốn kiểu trải nghiệm nó sâu một tí, nhưng mà anh em phải biết là mình đang chơi mobile mà chơi lâu thì nóng máy, điện thoại chơi nóng máy, tốn pin dã man luôn, cũng không để ngồi quay hết lại video cho anh em được đấy. Thế nên là mình cũng chỉ làm nốt cái video series phần này thôi, gọi là chém gió và giới thiệu cho anh em thêm về con game PlayStation 2 Mobile này thôi. Còn đợi khi nào, có lẽ là phải đợi khi nào bản tiếng Anh ra mắt thì chúng ta sẽ trải nghiệm nó kỹ hơn, mình sẽ đi sâu vào các tính năng và hoạt động của game. Đằng nào thì chúng ta cũng không thể, vì vấn đề ngôn ngữ mà, chúng ta cũng không thể biết được tính năng hoạt động trong game nó chính xác, nó có tác dụng gì. Mình chỉ biết sơ sơ là thì nó cái này nó cộng lực chiến này, cái này là hoạt động PvP này, đây là phó bản này thì biết thế thôi. Còn nếu mà để cụ thể hơn ấy thì có lẽ chúng ta sẽ đợi bản tiếng Anh đi. Chúng ta sẽ đợi bản tiếng Anh và ít nhất là bản tiếng Anh nhá, sẽ kiểu gì cũng có bản PC mà nó không chặn IP ấy, thì mình sẽ chơi bản PC và lúc đấy nó chơi nó thoải mái hơn. Sẽ max setting này. Rồi chơi thoải mái không lo nóng máy tốn pin. Đấy anh em bị drop FPS này, đây tầm này là máy nóng quá là bị drop FPS này anh em này. Tức là mình vừa chơi vừa quay lại màn hình á, nóng quá, nó nóng lắm. Mình đang chơi iPhone 12 nữa, bạn nào cũng biết là iPhone 12 hoặc là những con chip 888 ấy, năm nay ấy, nó của Android ấy, nó rất là nóng luôn. Chơi một thời gian là sẽ có hiện tượng nóng quá lại, drop FPS. Ở đây mình đang bị drop FPS rất là cao luôn, có lẽ bây giờ trả đổi 30 FPS ấy. Đây, chúng ta sẽ vào phần setting nhá, mình sẽ mò ở phần đồ họa đi. Cái này không phải đồ họa này, cái này mình đang mò thôi anh em ạ, mình không biết tưởng. Ok, đây đây đây, cái này đồ họa này mình sẽ để xuống thấp nhá. Ừ, nếu mình không nhầm đây là phần đồ họa này. Đó, mình sẽ giảm cấu hình xuống. Mình sẽ giảm cấu hình xuống cho nó đỡ nóng một chút nhé. Ok. Ừ, đúng rồi đấy, giảm rồi. Các bạn thấy là mặc dù để cái đồ họa thấp nhất nhưng mà game này nó vẫn đẹp luôn. Tức là nó sẽ giảm đi những cái hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng, rồi hiệu ứng mặt nước thôi. Tức là nó sẽ giảm bớt đi. Nhưng về tổng thể các bạn phải so sánh con game khác là có để cấu hình thấp nhất thì con game PlayStation 2 Mobile này nó vẫn đẹp, vẫn có thể chơi được. Nên mình nghĩ nếu bạn nào mà chơi điện thoại thì các bạn nên để cấu hình thấp thôi. Còn trừ khi là anh em đi chụp ảnh tự sướng thì anh em mắc setting. Còn bình thường nếu mà chơi bình thường mà chơi trên điện thoại, đối với con game PlayStation 2 Mobile này thì anh em giảm hết cấu hình xuống cho mình, tức là để cái cấu hình nó thấp nhất cho mình để có hy vọng được chơi lâu dài. Đấy, bây giờ mình đang để xuống thấp nhất và anh em thấy là so với rất nhiều game thì dù để xuống thấp nhất thì con PlayStation 2 Mobile này nó vẫn đẹp, vẫn hoành tráng luôn. Đấy, vẫn có thể cảm nhận được cái đồ họa chất lượng cao. Đây là thấp nhất nhé, cấu hình thấp nhất rồi đấy mà nó vẫn rất là ok. Thì phải, anh em phải biết là cái mức độ đồ họa con PlayStation 2 Mobile này thì nó khủng như thế nào. Ở đây lại đi làm vụ. Có một cái điểm mình không thích nữa ở con game PlayStation 2 Mobile này, đó là thiếu tính cơ động, tức là mình không thể vừa di chuyển vừa đánh được. Cái này mình nói ở video lần trước rồi và đến video này mình cũng tiếp tục nói, tức là mình cảm thấy nó vô lý, thực sự là rất vô lý. Bởi vì với một con game mà anh đã biết là PlayStation là một cái dòng series game kiếm hiệp Hàn Quốc, nó thiên về kỹ năng người chơi rất là nhiều, cái cơ chế chiến đấu nó rất là cơ động, thiên về yếu tố combo ấy. Thế mà ở con game này, ví dụ mình đang cầm phải cái vũ khí cung này nhá, mình không thể vừa di chuyển vừa tấn công được. Tức là mình không có một số game này cho phép anh em vừa di chuyển vừa bắn ấy, nó cực kỳ linh hoạt luôn. Dạng game kiểu thiên về hành động là nó phải như vậy, tức là cho anh em vừa di chuyển vừa tấn công đối thủ ấy. Nhưng mà game này không, game này solo luôn. Khi các bạn bấm nút attack hoặc là sử dụng kỹ năng, em bắt buộc phải đứng im. Các bạn sẽ chỉ có một cái nút nhào lộn để có thể né đòn thôi. Đó, còn khi mà bắn, đấy, di chuyển này là không thể bắn chay được. Cay dã man luôn. Không thích, nói chung là mình thấy là con game này làm như vậy là không hay. Không biết ý kiến anh em thế nào, nhưng tôi vẫn phải chê. Từ đây, mình vừa di chuyển mình không thể bắn được, mình phải đứng im thì mình có thể bắn chay được.
nó cảm giác nó thiếu cơ động ấy. Bạn nào mà hay chơi game về hành động này, các bạn cũng biết cái kiểu là vừa di chuyển vừa đánh vừa né đòn ấy, nó cơ động cực kỳ, mà nó kiểu nó cảm giác mình nếu khi mình PvP thôi nhá, là mình có nhiều cái yếu tố bất ngờ hơn đấy. Nhưng mình đây là cái điểm mình không thích nhất của cái con Blade Soul 2 Mobile này, là cái cơ chế chiến đấu mình cảm thấy là nó thiếu cơ động, nó phụ thuộc quá, cảm giác là auto là xong ấy, kiểu kiểu đấy. Tất nhiên là mình cũng chưa mở hết các kỹ năng này, rồi mình cũng chưa thử combo các kỹ năng này ra sao, mình cũng không dám chém nhiều, nhưng mà cái cảm nhận ban đầu cho đến thời điểm này mình trải nghiệm thì cái con Blade and Soul 2 Mobile này nó thật sự là cái phần cơ chế chiến đấu ấy, thật sự nó rất là thiếu cơ động, không thích. Đây, kỹ năng thì mở rõ lâu luôn. Anh em nãy giờ mình chơi có đúng hai kỹ năng, mà kỹ năng thì hồi rõ lâu nữa chứ, nó không phải nhanh đâu. Bảng nhiệm vụ thì rất là nhiều nhá, thành tựu thứ rất là nhiều, và chủ yếu là mình sẽ đi làm nhiệm vụ hoạt động thôi. Đó, rất là mất thời gian, game chơi mất thời gian lắm anh em ơi, treo máy đánh quái thứ này nọ tốn rất là nhiều thời gian rồi, mình sẽ tua nhanh đi. Mình nói rồi, mình thực sự là mình cũng muốn trải nghiệm sâu lắm cho anh em lắm, nhưng mà thực sự game chơi rất là nóng máy, không thể chơi lâu được. Mỗi ngày chắc thì chơi tầm nửa tiếng là may, nửa tiếng cùng lắm, nếu mà không quay màn hình chắc là 1 tiếng. Đấy, nói chung là đợi bản tiếng Anh nhá, chúng ta sẽ trải nghiệm kỹ hơn về con Blade Soul 2 Mobile này. Đây gọi là chơi thêm cho anh em thôi. Muốn cả. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục quái này. Bạn thấy là mình bây giờ nhiệm vụ cốt truyện khá là nhiều. Nói chung là được cái là cốt truyện thì game mình thấy là khá là sâu sắc. Chẳng qua là chúng ta không hiểu ngôn ngữ thì chúng ta sẽ không tìm hiểu cốt truyện thôi. Và từ bản Blade Soul 1 đã cốt truyện rất là hay rồi, thì mình nghĩ là Blade Soul 2 thì nó vẫn giữ nguyên thôi. Tức là game nó có cốt truyện rõ ràng, hấp dẫn, thì có tình tiết, như kiểu anh em đang xem một bộ phim ấy. Đấy, tiếp tục làm nhiệm vụ nhá, một số tính năng mới. Đó, lại tiếp tục đi đánh quái thôi. Chơi rất là mệt mỏi ấy. Kiểu chơi mệt, mệt 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 thật, cảm giác chơi mệt. Nó lâu rồi, các bản game nó nóng máy, cầm nó rất là mỏi tay ấy, kiểu khó chịu ấy. Rồi, nhịp game rất là chậm. Đây, bắn đi bắn lại hai chiêu thôi, nhạt nhòa dã man, tôi thề các ông nhá. Bạn nào mà kiểu quen chơi game nhập vai thông thường quen rồi ấy, vào con game này chắc anh em chơi khoảng 15 phút á, anh em quýt hết, thề luôn. Không phải 100% thì mình nghĩ là 10 bạn chắc là phải đến 7 bạn chơi chơi tầm 6 7 bạn gì đó, chơi tầm 10 15 phút cũng là 20 phút là quit. Đúng kiểu vào chơi cho biết, các bạn sẽ không gắn bó lâu dài được với con game này đâu, vì nhịp game rất là chậm luôn. Tí nữa mình sẽ đổi vũ khí nhá, tức là game này sẽ cho anh em đổi vũ khí. Như mình đã nói thì ở phiên bản hiện tại thì game có 6 loại vũ khí khác nhau, và các bạn có thể học và sử dụng vũ khí. Khi các bạn lắp vũ khí vào thì kỹ năng cũng sẽ thay đổi, kỹ năng nó đi theo cái vũ khí anh em sử dụng. Đấy, tiếp tục đi làm nhiệm vụ đánh đánh boss này, đây là đánh boss. Chạy ra ngoài nó bị mất luôn, đây bây giờ phải vào trong đánh. Đó, nó sẽ đánh lại nha. Rất là ít chiêu, cảm thấy ít chiêu đánh chán dã man ấy. Mình thích game nào nó nhiều chiêu thức mà nó mở sớm sớm lên chút. Đây nhịp game đã chậm rồi, còn chả biết lúc nào nó mở kỹ năng cả. Đó là con không hiện thanh máu của boss nữa, ảo dã man luôn. Thường là phải hiện thanh máu của boss, game này nó không hiện luôn. Không biết là do mình ấn vào cài đặt tắt hay cái gì đó, không biết nữa. Đấy, cứ phải đợi bản tiếng Anh thì chắc là mình sẽ thiết lập nó ok hơn. Bản Hàn mình cũng lười Google dịch, thật ra Google dịch thì cũng được nhưng mà mất thời gian lắm anh em ơi. Mình sẽ lắp vũ khí mới nhá, mình sẽ đổi cái quyền đi. Từ mình mở cái này đã. Đây mình được tặng 10 vé quay, mình sẽ quay ra. Ui cả đống thú luôn. Đây mình sẽ lắp cái vũ khí mới này, đây là một cái quyền thủ đó, không dùng cung nữa, đánh thử. Đây có cả đống thú vật này, cái này không biết gọi là gì cho nó chính xác. Các bạn đủ mảnh thì có thể nâng sao nhá. Đây, ví dụ mình sẽ đi nâng sao cho anh em xem.
Đây, con quái này mình sẽ nâng lên. Đó, tăng sao nó lên. Tăng lực chiến. Cái này như kiểu hồn thú ấy. Linh hồn của quái vật ấy. Rồi sẽ lắp vào vũ khí của mình, sẽ tăng lực chiến. Đó, mình sẽ tăng lực chiến cho nhân vật. Sẽ đổi thử nhá. Đấy. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu thử này, vũ khí mới này, quyền thủ này, đánh cận chiến. Đây, đợi tí mình lắp xem, mình sẽ lắp kỹ năng vào đã. Đó. Ít kỹ năng quá, dùng không biểu diễn cho anh em xem được. Đây, mình sẽ lắp cái đá này vào. Rồi chúng ta sẽ đánh nhá. Đấy, xem này, chủ yếu là đấm vào đá thôi. Cái này từ Blaze số 1 đã có một nhân vật sử dụng quyền rồi. Đấm này thôi. Hơi ít chiêu thức này anh em nhìn nó không đẹp mắt lắm ấy. Kiểu nó ít quá. Nó chưa mở hết. Đấy, chúng ta có thể tiếp tục nhiệm vụ. Đấy, đơn giản vậy thôi. Thì có lẽ là Sói Bạc sẽ trải nghiệm đến đây thôi. Cũng giới thiệu cho anh em, mình nghĩ là thế này là tạm đủ rồi. Anh em cũng có một cái nhìn khá là tổng quan về gameplay của con Blaze Show 2 Mobile này. Thì hy vọng là đợt tới thì game sẽ có bản tiếng Anh, chúng ta sẽ trải nghiệm nó sâu hơn các tính năng. Ở đây mình đúng là chúng ta, kể cả bạn, mình hay các bạn thôi, có tải game này về chơi thì cũng gọi là chơi cho biết thôi. Chứ còn thực sự để mà chơi lâu dài thì mình nghĩ là ở phiên bản Hàn Quốc này thì anh em hơi khó. Thực sự chỉ có bạn nào đam mê thôi, fan cứng của Blaze Show thì mới có thể chơi rồi. Thì trên đây là cái video trải nghiệm của Sói Bạc về con game Blaze Show 2 Mobile nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppComV để ủng hộ cho Sói Bạc. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?